Vườn bưởi đây. Đào sản vườn bưởi đây. Bưởi năm nay rất ngọt nhá, mỏng luôn nhá, bưởi đẹp lắm. Bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh được coi là đệ nhất danh quả. Những ngày này, thời điểm bắt đầu thu hoạch bưởi Phúc Trạch, hội nông dân Hà Tĩnh đã ứng dụng chuyển đổi số kết nối, tiêu thụ bưởi cho bà con. Theo lãnh đạo hội nông dân huyện Hương Khê, bưởi Phúc Trạch được xem là cây trồng chủ lực, phát triển kinh tế chính của bà con trong huyện. Toàn huyện Hương Khê có khoảng 2.700 ha diện tích trồng bưởi Phúc Trạch, trên 1.800 ha đã cho quả, sản lượng ước đạt khoảng 21.000 tấn. Bưởi Phúc Trạch được xem là đệ nhất danh quả của Hà Tĩnh và thường có giá cao, từ 30.000 âm 35.000 đồng trên quả, có thời điểm lên đến 80.000 đồng trên quả, góp phần giúp bà con huyện Hương Khê giảm nghèo. Bưởi Phúc Trạch có hình cầu, vỏ màu vàng xanh, thịt hồng nhạt, khi ăn có vị ngọt xen lẫn chua nhẹ, không bị đắng. Đặc biệt, bưởi Phúc Trạch chỉ ngon, chất lượng khi trồng trên đất Hương Khê sẽ thay đổi nếu trồng ở khu vực khác. Vườn bưởi của hộ gia đình tôi là có 500 gốc bưởi Phúc Trạch. Năm nay thì do cái thời tiết rét cho nên tỷ lệ đầu quả nó cũng được cao, nhưng mà đổi lại thì được quả bưởi rất là to do chăm sóc tốt. Vừa là cái màu da của quả bưởi rất là đẹp. Thì đổi lại năm nay thì mỗi năm thì có trên 1,5 vạn quả, nhưng năm nay thì gia đình 1,1 vạn quả. Nhưng mà năm nay mà quả bưởi đạt như thế này thì gia đình rất là ưng. Dự tính gia đình thu mùa này là dự tính khoảng 300 triệu. Trung tâm hỗ trợ nông dân Hội nông dân Hà Tĩnh đã phối hợp với Hội nông dân huyện Hương Khê xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, tránh tình trạng tư thương ép giá, góp phần tạo niềm tin, động lực cho các hộ sản xuất yên tâm mỗi khi đến mùa thu hoạch bưởi. Bên cạnh những cách làm truyền thống, thì hiện nay Trung tâm hỗ trợ nông dân đã tổ chức livestream bán sản phẩm thực tế tại vườn các hộ dân, xây dựng video phóng sự, hình ảnh tại các vườn bưởi đạt chất lượng, sản xuất đúng quy trình để quảng bá, giới thiệu sản phẩm bưởi Phúc Trạch tới khách hàng. Hiện nay trên địa bàn Hương Khê có 2.700 ha bưởi và cho quả là ước khoảng là 1.800 ha. Và năm nay thì cái bưởi nó ra hoa thì rất nhiều, và ra hoa thì vào cái dịp là gặp cái thời tiết rét, cho nên cái việc thụ phấn nó có cái hạn chế đầu quả. Mặc dù cái số lượng quả thì nó không được nhiều như năm ngoái, nhưng mà cái chất lượng quả là rất là tốt. Hiện nay thì người dân được chăm sóc rất tốt, cho nên là cái giá bưởi, cho màu sắc, cho đến cái trọng lượng của bưởi nó to hơn. Và ước tính năm nay là khoảng 21.000 tấn, và là cái trọng lượng là nó sẽ tốt hơn, và cái chất lượng cái quả bưởi nó sẽ mỏng hơn, da đẹp và sẽ ngọt hơn nhiều so với năm ngoái. Từ những cái việc đó cho đến hội nông dân huyện tập trung khảo sát, nắm tình hình ở cơ sở, rồi sẽ tổ chức tuyên truyền quảng bá thương hiệu trên tất cả các cái trang mạng xã hội và các tỉnh thành cả nước, làm các điểm quảng bá ở các tỉnh, và là tuyên truyền cho người dân là tập trung ứng dụng chuyển đổi số vào cái việc là cung ứng và quảng bá bán sản phẩm bưởi Phúc Trạch cho bà con nhân dân để tiêu thụ một cách sớm nhất và hiệu quả nhất, giúp bà con nhân dân thu nhập kinh tế ổn định. Bưởi Phúc Trạch năm nay thì chỉ còn 15-20 ngày nữa là thu hoạch. Về sản lượng năm nay thì ước tính khoảng 21.000 tấn. Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh thì đang đồng hành với là hội nông dân các cấp cùng với các hộ nông dân sản xuất bưởi để về tổ chức về khảo sát các cái vườn bưởi để là tiêu thụ cho là bà con nông dân. Qua các cái hình thức tiêu thụ thì chúng tôi đã tổ chức livestream tại các cái vườn bưởi, rồi thì qua các cái kênh mạng như là Zalo, Facebook để chúng tôi là giới thiệu các cái sản phẩm bưởi Phúc Trạch của Hương Khê qua với các cái trong tỉnh cũng như là các bạn bè
là ngoài tỉnh để là có cái bà con vào tiêu thụ kết nối, làm sao đó mà bán được cái sản lượng bưởi là nhiều nhất. Bưởi chiều anh nghe phăm đây. Để mua hắn mới ngon.